Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngay sau khi một nhóm đối tượng có tổ chức rất manh động dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Ca Tu và Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Quynh, sát hại 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã, 3 người dân và làm bị thương một số người khác với hành vi rất man rợ. Nguyễn Văn Đài lập tức lên kênh truyền thông của mình ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật. Trong lúc lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương nỗ lực truy lùng, bắt giữ những đối tượng có vũ trang liên quan tới vụ việc đang lẩn trốn ngoài xã hội, có nguy cơ đe dọa, gây nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của người dân, thì Nguyễn Văn Đài đã nhanh nhẩu lên mạng xã hội, luận đàm với giọng điệu vô cùng hả hê. Trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Văn Đài, đối tượng này đăng dòng trạng thái kích động người dân nổi dậy chống đảng và nhà nước. Dĩ nhiên, người dân Việt Nam chẳng ai ngây thơ đến nỗi bị một đối tượng phản động dắt mũi, trừ vài thành phần cùng hội cùng thuyền với y. Cái kết là Nguyễn Văn Đài được cộng đồng mạng yêu nước tặng cho hơn 2.000 cục gạch với dòng trạng thái trên. Những ngày sau đó, Nguyễn Văn Đài liên tiếp sản xuất ra các đoạn video xuyên tạc sự thật về nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng ở Đắk Lắk, gây bức xúc dư luận. Bất cứ vụ việc gì liên quan đến an ninh trật tự, nhất là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Ca Tu và Ea Tiêu, huyện Cư Quynh, công tác điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ sự việc đều phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và hết sức thận trọng, nhằm đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện, đúng bản chất sự việc, không gây oan sai, làm ảnh hưởng tới người khác. Vậy mà ngay lập tức, Nguyễn Văn Đài đã lên kênh truyền thông của mình quy chụp, khẳng định với nội dung, lộ diện những kẻ đứng đằng sau kích động, trang bị, huấn luyện cho những người nổi dậy Tây Nguyên. Hàng năm, công an các tỉnh Tây Nguyên đều phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, phát động những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, chương trình đổi vũ khí, hung khí lấy gạo. Hàng trăm khẩu khí các loại đã được người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an thu hồi, tiêu hủy. Thế nhưng, thực tế vẫn còn không ít các loại vũ khí quân dụng còn sót lại từ thời chiến tranh hoặc súng tự chế đang được cất giữ trong một số gia đình, nhất là những người đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân bản địa thường xem các loại vũ khí này như là kỷ vật của tổ tiên, dòng họ, thậm chí có người còn quan niệm là vật thiêng dùng để thờ cúng. Về vấn đề này, lực lượng công an đang tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tự nguyện giao nộp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp tàn trữ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm và vật liệu nổ trái phép, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Với nội dung nhóm người trên được huấn luyện để hành động, người viết bài này chưa có điều kiện để kiểm chứng, cũng không rõ Nguyễn Văn Đài căn cứ vào đâu để khẳng định họ được huấn luyện. Hàng loạt những video xuyên tạc sự thật, vu khống đảng và nhà nước, vu khống lực lượng công an được Nguyễn Văn Đài đăng tải trên các nền tảng xã hội liên quan tới việc nhóm người gây ra tội ác dã man ở Đắk Lắk đã bị cộng đồng mạng bóc mẻ. Không chỉ bị cộng đồng người Việt trong và ngoài nước lên án, tẩy chay, dưới những video này của Nguyễn Văn Đài, cộng đồng mạng còn khuyến mại từ hàng trăm đến hàng nghìn bình luận với nội dung chỉ trích, lên án những luận điệu xuyên tạc bị bợm của y. Cay cú vì được tặng quá nhiều gạch đá, Nguyễn Văn Đài quay sang đăng dòng trạng thái với nội dung chửi đổng cộng đồng mạng. Quan điểm nhất quán của đảng và nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử về lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Những quan điểm nhất quán này đã được ghi nhận trong Hiến pháp, kể từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013. Trong khi đó, chủ trương đường lối của đảng về công tác dân tộc được thể hiện trong nghị quyết các kỳ đại hội, kết luận số 65 KLTW ngày 30 tháng 10, 2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 NQTW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới. Ngày 28 tháng 1, 2022, Chính phủ đã ra nghị quyết số 10 NQCP về việc ban hành chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó càng cho thấy dân tộc, tôn giáo là vấn đề thường trực, luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm, hoàn toàn không như sự bịa đặt, xuyên tạc, vu khống của Nguyễn Văn Đài. Những ngày qua, trước tình hình một số trang cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về vụ án, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, cơ quan chức năng đã làm rõ và có biện pháp xử lý. Ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với LQC, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, và NHT, trú tại thành phố Hà Tĩnh, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk.
Cũng trong ngày, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.R. 38 tuổi ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân. Các hành vi đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đối với các trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Vụ việc xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ca Tu, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk hiện đang được cơ quan chức năng ráo riết truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn, đồng thời khẩn trương điều tra để xử lý trước pháp luật. Cùng với đó là sự chung tay, góp sức to lớn của cán bộ, người dân tại địa phương. Những ngày qua, Bộ Công an phát đi các thông tin đề nghị cư dân trong huyện Cư Quynh và các khu vực lân cận duy trì bình tĩnh, không hoang mang, tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Chiều 14 tháng 6, Công an huyện Quỳnh Lưu và Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc tại Đắk Lắk. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, sáng 13 tháng 6, lực lượng công an phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc về vụ việc một số đối tượng lạ mặt tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành xác minh, lực lượng công an đã triệu tập chủ tài khoản Facebook để làm việc. Tài khoản Facebook nói trên là TVC, tên viết tắt, sinh năm 1993, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội, đọc được thông tin về vụ việc tại Đắk Lắk, do chưa tìm hiểu kỹ đã đăng tải lên tài khoản cá nhân những nội dung không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương và lực lượng công an. Sau khi làm việc với cơ quan công an, TVC đã gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin cải chính. Hành vi của TVC đã vi phạm điểm A, khoảng 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP. Căn cứ mức độ vi phạm, chiều 14 tháng 6, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt TVC số tiền 7,5 triệu đồng. Qua vụ việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật bị đặt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 14 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông NTP, tên viết tắt sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, do có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Liên quan đến vụ việc các đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở cơ quan nhà nước xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, ông NTP đã sử dụng điện thoại di động để đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân tên Biên Nguyên, đăng tải thông tin kích động gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook. Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông NTP đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và cho biết việc đăng tải chỉ là bộc phát, nhất thời nông nổi, nhận thức còn hạn chế, đồng thời xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông NTB về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và buộc gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật vi phạm pháp luật. Trước đó, vào chiều 13 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Ngọc T, tên viết tắt sinh năm 1990, trú ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Trước đó, vào lúc 9 giờ 43 phút sáng 11 tháng 6, tài khoản Facebook Nguyễn Cao Trọng đăng dòng trạng thái nóng nhất lúc này tại Cư Quynh, Đắk Lắk. Nội dung đề cập đến vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở tỉnh Đắk Lắk. Đến 10 giờ 52 phút cùng ngày, Nguyễn Ngọc T sử dụng tài khoản Facebook của mình là Nguyễn Thiện để bình luận hai lần với nội dung vô căn cứ và hoàn toàn không đúng sự thật. Khi làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Ngọc T khai nhận thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị với nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội, trong khi bản thân thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc nên đã có nội dung bình luận thiếu kiểm chứng, xúc phạm danh dự của lực lượng công an nhân dân.
cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức được quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Nguyễn Ngọc Tê gỡ bỏ những nội dung đã bình luận sai trái, đồng thời cam kết không tái phạm. Ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với LQC, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, và NHT, trú tại thành phố Hà Tĩnh, tên các nhân vật viết tắt, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6 và ngày 12 tháng 6, LQC và NHT đã sử dụng tài khoản cá nhân chia sẻ nội dung bài viết, bình luận với nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk được chia sẻ ở chế độ công khai. Tại cơ quan công an, LQC và NHT đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt tiền mỗi đối tượng 7,5 triệu đồng đối với LQC và NHT. Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc đưa thông tin lên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng thì có thể sẽ bị xử lý hình sự. Ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TR, tên viết tắt, sinh năm 1985, trú thành phố Hội An, Quảng Nam, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Trước đó, lúc 11 giờ ngày 11 tháng 6, sau khi xem tin tức trên trang thông tin chính phủ, có đăng tải bài viết với nội dung truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, rồi sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết trên kèm với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức ở trạng thái chia sẻ công khai. Quá trình làm việc, R thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm A khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt tiền 5,5 triệu đồng đối với R. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!